Xong rồi, tiếp theo một con. Good evening, everyone. Hello, guys. Nice to see you guys today. Hello, everybody. Nice to see you guys today. Hello, everyone. How are you today? I'm fine. Hello. Nice to see you. Nice to see you again. Nice to see everybody again. Hello, teacher. Hello, Hello, guys. Hello. Hello, guys. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Before we study, we're gonna watch this clip, okay? But wait for your friends. Wait for your friends a little bit. If you want to know whether we play Phuket or not, you can look at my screen. Do you think we play Phuket? Phuket. Do you guys think we're gonna play Phuket today? Yes. We're gonna play Phuket because you can see the Phuket on my screen here. Hello, teacher. Hello, everyone. Nice to see you guys today. We played quizzes last time, right? Okay, let's start with Cô hôm nay có thêm một lớp kế đâu cô? Okay, everyone. Good evening, everyone. Nice to see you guys today. Thank you for joining the class with me. So, like you guys asked, today we're gonna play Phuket. I told you guys to look at my screen, right? You guys look at my screen. You guys can see that I already opened Phuket right here. Yes, we're gonna play Phuket, but not now, okay? But not now. Before we play Phuket, we gotta study, okay? Then we're gonna play Phuket later, maybe half of the time. Now, before we study, we start our lesson, let's take a look at this video. So for this video, there are some food that normally some of you might mispronounce these words, okay? Có một vài bạn thì sẽ có thể là sẽ mispronounce, có nghĩa là tụi con bị phát âm sai một số cái từ này. Phát âm sai một số cái từ này. Cho nên là bây giờ các bạn sẽ cùng cô đi qua những cái từ này. Những cái từ này cũng là những cái từ mà tụi con sẽ thấy là mình dùng rất là nhiều. À, nhưng mà mình có thể là mình sẽ bị phát âm sai này. Thì nhờ cái video này thì bây giờ mình sẽ correct, mình sẽ sửa lại cái phát âm của mình. Take a look at this video. How the pronunciation is really spelled. And I'll just give you a little information about the food in general, mostly my opinion, just to spice things up. So let's begin. The first word is zucchini. Zucchini. This word has... You guys know this one? What is it? Is it a fruit or is it a vegetable? Hello, Nam. Yes, I'm fine. Thank you. What is it? Who know this word? Who know what is it? Is it a vegetable? Is it a fruit? Or is it a name of a kind of dish, a kind of food? What is it? You don't know this one, Wing? This is, take a look at the picture. Three syllables, wait. And the stress is on that. But first tell, okay. You guys, repeat after me. This is zucchini. So if you guys take a look at this one, some of you might say zucchini, right? Zucchini. But this is not ch. This is actually zucchini. Second syllable, that key. And that's where it confuses people because of this spelling. That C-C-H-I just has that key sound, zucchini. Zucchini. You could say it with me, zucchini. Now, zucchini. I am somebody who really doesn't have to worry. Eat zucchini except you guys know, for here. Right now. Look at the picture. This one. If you guys know about Korean food, you guys can see this one a lot in the bibimbap. Đây là bí ngòi. Nếu mà bạn nào mà ăn đồ Hàn Quốc nhiều này, ăn những cái bí nhưng mà bí ngòi á, cái này là quả bí ngòi này. Nó sẽ khác với cái bí, những cái loại bí kia một xíu. It's not cucumber. It's not cucumber, Max. It's not cucumber. Cucumber là dưa leo thì nó thon hơn, nó sẽ khác một xíu. Còn cái này là quả bí. Đây là bí ngòi này. Và bí ngòi thì đương nhiên là tụi con phải nấu chín thì mới ăn được. Còn ví dụ dưa leo thì tụi con phải ăn sống được, đúng không? Nhưng mà đây là quả bí ngòi này. Take a look at the picture, okay? This is called zucchini. 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 Right. Well, it's kind of leaving a bad taste.
and the stress is on that okay, first syllable. Okay, the next word, the next fish word. Fish word. It has two, is salmon. Ah, this is a very- Salmon, okay, again, everybody. Salmon, salmon. Okay, this is called salmon. Popular fish word. It has two syllables and the stress is on that first syllable. Salmon, that second syllable has that schwa. Salmon. So a lot of you guys might say salmon, right? Because you can see the letter L. So some of you might say salmon, right? But it's actually salmon, salmon. Oh, it's an unstressed salmon. Syllable. Salmon. And the reason salmon. Why this word is commonly mispronounced is because of that L. This yeah, is because a- of that L, like he said, right? Because of letter L. Some of you might say salmon, but it's actually not salmon. It is salmon. Salmon. Ah, the pronunciation. It's salmon. Okay. Salmon. Mm-hmm. Silent L. So you can forget about it. Get rid of it when you're saying the salmon. If you like salmon, I think together to taste really, really good because it's butter, sugar, milk cooked together to give you caramel. And the pronunciation. In Vietnamese, we are. What do we say in Vietnamese? Who know this word? Tiếng Việt thì nhiều bạn hay gọi cái này là cái gì? Yes, my Trang, what is it? Caramel. Yeah, good job. In Vietnamese, we say caramel. Đúng rồi, caramel là kiểu mình như làm từ đường á. À, thì các bạn biết, mình biết cái này, các bạn phải biết này. Caramel, đúng không? But in English, we don't say caramel. What do we say? We say- it can be debatable a little bit. There are several pronunciations for this word. I think that all of them are acceptable, even though I'm sure some people would be like, no, there's only just one way to say it. But I'm going to tell you all three ways to say it. Yeah, so for this word, there are actually a lot of ways to pronounce. Thực ra từ này là một cái từ của mấy anh tranh cãi rất là nhiều bởi vì con rất là nhiều cách để tụi con phát âm được cái từ này. Thì bây giờ các con nghe này. Caramel. First, you should know caramel. 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 So that is the first way. Caramel. Ah, caramel. The word has three syllables. Schwa. People might say, and that final syllable is where the second syllable is going to have a schwa sound, and that final syllable is where you might hear a different pronunciation. People might say caramel, and that mul caramel, okay, caramel is that third syllable, or you might hear people say caramel. Oh, caramel or caramel. Yeah, you can see the last one, the last sound. Caramel or caramel, right? And mel. So it's a difference between mul and mel. Mul and mel. Caramel, caramel. Caramel, caramel. Hai cách đều đúng nha các bạn. Hai cách này đều đúng. Mm. And those are very similar. And I think if you're just having a conversation and you say either one of those, nobody's really going to think about it. But another pronunciation, which is, I think, becoming more popular in North America, just in North America, is making it a two-syllable word and dropping caramel. That second syllable and omitting that schwa sound. And people would just say caramel. I say... So the third way, it's called caramel. Đối với cái thứ ba thì người ta sẽ bỏ đi cái âm schwa sound, có nghĩa là cái âm thay vì đọc là caramel, 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 right? Thì ở đây mình ta bỏ cái âm này đi, tụi con nối lại, tụi con sẽ có là caramel, caramel. Right, caramel. Even though I think. Okay, now I want one person help me to pronounce again the three words. Zucchini. What is it? Salmon and this one. You can choose. Yes, Bảo Ngọc. Please help me with the three words. The first one. Bí ngòi là gì, Bảo Ngọc? Bí ngòi này. Bảo Ngọc nhớ không? What is it? Hồi nãy cô. Quảng bí ngòi, Ngọc còn nhớ gọi bí ngòi hồi nãy. What is it? No. Okay, let me go back a little bit. Okay, let me go back a little bit. Take a look at the word. Okay, and help me. Yeah, this one. What is it? How you pronounce zucchini. This one? Zucchini. Again, zucchini. Zucchini. Yeah, key, right? Zucchini. Yeah, what about the fish? Đây là cá hồi nè. Đây là cá hồi nè. This is a very famous... Again, what is it? What is it, Ngọc? What is it? Salmon. Salmon. Okay, not sal, right? We don't have the letter L when we pronounce that word, right? Salmon. We say salmon. Yes, good job. And the last one. The last one. How do you call this one? There are three ways, right? Caramel. You can choose. Caramel or caramel or caramel, right? Good job, Ngọc. Well done. Well done. Good job. Okay, so to watch more, let me skip quickly. Skip quickly. Wait. Cái này thì các bạn chưa cần, cái này là một cái mà mình rất là ít dùng ở Việt Nam. Để cô xem thử các cái nào mà tụi con hay sử dụng nhiều.
Let me see. Is it anything? Ah, this one, this one. What is it? Here, here, here. Wait, guys, wait, guys. An aged stress is on. Next is artichoke. This food has three syllables and the stress is on that first syllable. Artichoke. It is a vegetable common, I think, in the Mediterranean. Who knows this one? Take a look at the picture. Who knows this one? What is it? Write in the chat box for me. Who can recognize this one? Các bạn nào nhận ra đây là cái gì không? What is it? Some people sound similar to the way so it's spelled. So how you pronounce this one? Artichoke. 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 What is it? In Vietnamese, we say atiso. Các bạn nào biết cái cây atiso không? Các bạn nào đã từng uống trà atiso chưa? Ở nhà có các bạn nào có ông bà, ba mẹ thích uống trà atiso không? Đây là cái atiso. Ah, who said that? Ah, yeah, right hand, right? Yeah, good job, this one. So this is called, in English, we say artichoke. Not atiso, right? Artichoke. I am artichoke. Not a big fan of artichokes. Artichoke, now, okay, artichoke. And okay, yeah, I think that's it. That's it for the video. That is a pretty long video. Let's start our lesson then so that we can have time for you to play Plucket, okay? Artichoke. Artichoke. In English, for American English, you can say artichoke or artichoke. Như cô đã nói có nhiều, trong tiếng Anh Mỹ thì tụi con có thể thay chữ âm th thành âm d ở một số nơi, ở một số vị trí trong từ thì tụi con sẽ có thể thay âm th thành âm d, đúng không? Artichoke, right? Artichoke. Yeah, your mom drink that, Phương Anh? Mm-hmm, yes, I have. My mom drink that too, but I never tried that one. I never tried artichoke. I never tried it. So, okay, let's start our lesson today. Let's start our lesson today. Like we said, we moved to the topic about the food, right? So we are in unit 7. Unit 7. Now I want you to answer some questions, okay? I will invite two friends who volunteer. Please press the button, raise hand right here. Press the button, raise hand so that I can know I will invite you, okay? Khánh Thi, please. Well, Khánh Thi and one more friend. Okay, Khánh Thi and Minh Khang, please. Khánh Thi and Minh Khang. Okay, Khánh Thi. Hello. Please choose a question in these three questions and then ask your friend Minh Khang. Okay, Khánh Thi, you ask first. You ask your friend first. What kind of pizzas do you like? Ah, so you choose the second question, right? Khang, can you answer? What kind of pizza do you like? But wait, wait. Để cô chỉ Khang này. What kind of pizza do you like? You know that for pizza, you got many kinds of pizza, right? Đối với pizza thì có nhiều, con có thể ăn pizza rất là nhiều món, đúng không? Ví dụ pizza phô mai, pizza cá, pizza xúc xích nè. À, rất là nhiều loại pizza khác nhau. Thì ở đây bạn đi muốn hỏi Khang là con thường khi mà con ăn pizza thì con sẽ thích ăn pizza với cái topping của mình á, với cái vị của mình là sẽ có những cái món gì? Ví dụ ở đây cô có một câu trả lời nè. I like pizza with, we can use the word with, với cái gì đó? With cheese and onion. À, như vậy bạn này là thích ăn pizza với phô mai và hành tây nè. What about you, Khang? What kind of pizza do you like? I like pizza with sausage and... Sausage and cheese. Ah, yeah, that sounds really good. I like sausages and cheese too. That is my favorite too. Good job, Khang. Well done. Now ask your friend T again. Ask your friend. What kind of pizza do you like? Again, what kind? Loại pizza nào? What kind of pizza do you like? Good job. Well done. Now T, can you answer his question? What kind of pizza do you like? So Khang like pizza with cheese and sausages, right? What about you, T? What about you? I like pizzas with cheese and fish. With cheese and fish. Ah, you like fish, huh? Yeah, I like fish too, especially tuna. There's one kind of fish that I really like, and that is tuna. You guys know tuna? Cá ngừ. I really like the pizza with the tuna. Good job, T. Well done. Well done, T and Kang. Thank you so much. One more pair. Let me invite... Wait. Who should I invite? I want to invite Thế Vinh and Quốc Trung, please. Okay, so Thế Vinh, you will ask your friend first, okay? Thế Vinh, can you turn on your sound?
Okay, don't wait for your friends, okay? Wait for your friends. Thế Vinh. Yes, okay. Now you ask your friend Trung, okay? Vinh, ask your friend. Ask your friend. You can choose any question you like in number 1, 2, 3, okay? Which food good you... So Vinh choose number 1, right Vinh? Which yes. food... Okay, again. Which food look good to you? Why? Again. Which food look good to you? Which food look good to you? Why? Okay, let me explain, okay? Which food look good to you? Có nghĩa là món nào mà con thấy là nhìn trông có vẻ ngon miệng á. Con nhìn vào cái món ăn nào hay là một cái bất kỳ một cái loại thực phẩm, một cái món ăn gì đó mà Trung nhìn vào là Trung thấy nó rất là ngon miệng. Và Trung có thể giải thích, ví dụ như con thấy món nó ngon miệng bởi vì sao? Món đấy có mùi thơm hay là món đấy là con thấy cái màu nó như thế nào, nó có nhiều thịt, nó có nhiều cá, con thích ăn thịt cá, ví dụ như vậy. Ok, so which food look good to you, Trung? Which food look good to you? I look good. You just need to say, what is it? Hamburger. You don't say, hamburger. I look good. Not I look good, just need to say, it's hamburger. Again, it's what? It's hamburger. Yeah, why? Can you explain why hamburgers look good to you? Why hamburgers look good to you? Can you explain? You can say, for example, because the hamburger, you can see a different layers, right? You can see different layers. Trung có thể nhìn thấy những cái lớp đồ ăn khác nhau, đúng không? Hoặc là có thể con có thể nói là nó có thể có cheese và con lại thích cheese nữa. So what is your favorite ingredient? There's many meat. There's many meat. Okay, there's much meat in the hamburger. So you like meat, right? Yeah, good job. That is a good answer. Job, well done. Now ask your friend Vinh, okay? Ask your friend Vinh. Ask your friend, please. What sandwich do you like? Again, what sandwiches do you like? What sandwiches do you like? Ở đây là Vinh có thể trả lời cấu trúc giống như cái pizza cũng được. Con thích sandwich với cái gì? Hoặc là con có thể để, ví dụ cô nói là như thế này. I like egg sandwich. Thì ở đây mình sẽ hiểu cô đang nói về cái sandwich có vị gì? Có cái trứng ở trong đấy đó. I like egg sandwiches. Ví dụ như vậy. Thì con có thể dùng cấu trúc này cũng được. Hoặc là Vinh có thể nói là I like sandwich with eggs. Okay, so what is your answer? What sandwiches do you like, Vinh? What sandwiches do you like? I like sandwich with chicken. Chicken, good. Chicken, what else? And lettuce. Lettuce, right? You mean lettuce? Uh-huh. It's a kind of vegetable, right? Is it this one? Is it this one? Yes. Okay, good job. Well done. You've got lettuce, right? Wow, you like lettuce. You know how to eat vegetable. That's really good, Vinh. Good job. Chicken and lettuce. Nice combination. Well done. Good job. Thank you, Vinh and Trung, so much. Now, one more pair, okay? One more pair. Maybe for the girls, okay? Maybe for the girls. Let me invite some girls. Linh Đăng, okay, Linh Đăng and Linh Đăng and Diệu Linh, please. Linh Đăng and Diệu Linh, please. Okay, hello, wait, let me see. Linh Đăng, okay, Linh Đăng, you ask your friend first. Ask your friend first. You turn off your sound. Again. Ask your friend, okay? Ask your friend. Okay. You don't want to answer? You want to answer? Okay, let me invite one more friend, okay? Let me invite a different friend. Wait. Then wait for me. I will invite... Okay, Tu Phương, please. Oh, Tu Phương, you don't have the mic. Right? Do you have the mic? Sao cô không nhìn thấy của Tú Phương có cái nút cô mở tiếng cho Tú Phương ra, Tú Phương không có micro hay sao ấy? You don't have the mic? Hình như là Tú Phương không có micro này. Yeah, you have the mic right now. Yeah. Okay, Tú Phương, yes. Can you turn on your sound? Okay. Okay, now Linh, you ask your friend, okay?
Which food look good to you? Why? Okay, which food look good to you? Why? Which food look good to you? You can say it's, đó là món gì thì con chỉ cần nói là it's what? It's fried potatoes. Fried potatoes are fried potatoes. You mean French fries, right? When you say fried potato, ý của Phương là khoai tây chiên đúng không? Yeah. Có phải là khoai, ý của Phương là món khoai tây chiên đúng không Phương? Yes. Yes, teacher. Ah, so you don't say fried potato. Ah, you don't say fried potato. You have to say French fries. Okay. This one is called French fries. Ah, good job. So French fries look good to you. Why? Why? Because low fried potatoes so yummy. You don't say fried potato. What do you call that one? What kind of dish is that? You don't say fried potatoes, okay? What do you call? Look at the word I write on the screen. What is it? Cái khoai tây chiên thì mình sẽ dùng là gì, Phương? Fried potatoes. This not fried potatoes. Cô đã nói là gì? Mình không có dùng từ fried potatoes mà mình phải dùng cái từ gì? Cái món đấy dịch về tiếng Việt á thì con dùng cái kiểu fry có nghĩa là chiên xào đúng không? Đi với kiểu potato là củ khoai tây đúng không? Nhưng mà ở đây trong cái tên món ăn mình có món khoai tây chiên thì mình sẽ không gọi là fried potatoes. Mà Phương thấy cô ghi ở đây là gì? What is it? Cái này hôm bữa mình làm quiz có cái món này nè, Phương nhớ không? French fries. Again, French fries. French fries. French fries, okay? Nên đây là từ nay là French fries. Mình sẽ không gọi là fried potatoes mà mình sẽ gọi cho cô là French fries, okay? French fries. Good job. It looks yummy, right? Good job. Now ask your friend. Ask your friend Lynn, okay? Ask your friend Lynn. What kind of pizza do you like? Yeah, what kind of pizza do you like, Lynn? What kind of pizza? I think I like chips and... Cheese? Mm-hmm. Yeah, everybody like pizza with cheese, right? Cheese and what? What kind? You need a kind of meat, right? You need a kind of meat. What's this? Sausages, yeah. Everybody likes sausages and cheese, right? Good job, well done. Yeah. I like pepperoni. You guys remember the word pepperoni? If you guys take a look at the pizza, yeah, normally they gotta put the pepperoni. Pepperoni. Khi mà con gọi cái pizza xúc xích ấy, thì thường ít khi mình dùng các kiểu sausages đó mà thường người ta sẽ bỏ cái loại pepperoni á. Cô từng giải thích á, pepperoni nó là cái loại xúc xích mà kết hợp giữa thịt heo và thịt bò. Còn cái sausages là thường sẽ là xúc xích mà một loại thịt thôi, ví dụ xúc xích bò, xúc xích heo, ví dụ như vậy, xúc xích gà cũng có nữa. Okay, good job, well done everyone. Okay, I know this one looks really blurred, it's kind of hard to see, right? It looks really blurred. Cái hình ở bên đây nó rất là mờ, cho nên là các bạn listen carefully. You guys listen carefully, okay? Listen carefully, then we're gonna practice. Các bạn nhớ cho cô là cái hình nó hơi mờ nên là tụi con ráng nghe kỹ và tập trung vào cái chữ cho cô nha. Cái hình nó hơi mờ xíu, mọi người cố gắng nha. Listen carefully everyone, then I will invite some friends, okay? Unit 7, page 84. Activity 5. Listen and read. Story. A surprise for Mom. 1. 1. Lucy and Luke are making dinner for their mother. It's a surprise. Are there any tomatoes for the pizza? I don't see any tomatoes, but here's some cheese. 2. The children need toppings for their pizza. Are there any onions? There aren't any onions, but there's one green pepper and some mushrooms. 3. 3. Lucy and Luke taste some of the pizza toppings. This cheese is yummy. Mmm, these mushrooms are delicious, too. 4. They eat all the cheese and the mushrooms. Oh, no! There's no more cheese! And there are no more mushrooms! What can we make for Mom now? 5. Lucy and Luke take more food out of the refrigerator. Look! I found a watermelon. And here's some salsa.
Do we have any chips? 6. There's a surprise for Mom in the kitchen, but it isn't dinner. Mom's home. Hi, Mom. Can we go out to dinner, Mom? Please? Okay, so it's a very funny story, right? So the children, Lucy and Luke, they want to make a surprise for their mom. So they want to make a pizza. But then they eat all of the toppings, so they don't have they have nothing to put on the pizza. So then eventually they decided to get the watermelon and then some salsa. Salsa is a kind of sauce. Hot sauce. You guys know sauce? Sauce. Like tomato sauce. Chili sauce is a kind of sauce, and this sauce is called salsa. Okay, where is it? Salsa is kind of sauce, and then you got a watermelon. And you can see, take a look at this word. It's called toppings. Toppings, hồi nãy cô có dùng, mọi người nhớ không? Toppings là những cái mà con bỏ lên trên á, những cái mà con bỏ lên trên thành phần con bỏ lên trên một cái món đó thì mình hay gọi cái món đấy là toppings. Hả? Ví dụ như con có món bingsu, bingsu, cái loại đá bào ở bên Hàn Quốc, các bạn nào có ăn bingsu rồi á, thì mình sẽ có những cái toppings ví dụ như là dưa lưới nè, hay là trân châu nè, bánh lăng nè, đó những cái đấy gọi là toppings, những cái mà tụi con bỏ lên trên cái món ăn đấy. Okay, you got the toppings, right? So it's a story about them making they are making a surprise for their mom, but eventually they didn't get anything. They didn't make anything for their mom, and this is a complete mess, right? Now, I will invite a group, maybe how many people? 3 friends, right? One will be the narrator. The narrator, you guys remember, right? The narrator will read these one from me. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then one will be Lucy. Lucy is the girl. One will be Luke. Okay, one will be Luke. Now let's invite some friends, okay? Let's invite some friends. Wait. Okay, Ngọc Khuê, you will be Lucy. Ngọc Khuê will be Lucy. Phúc Nguyên will be Luke. Mm-hmm. And then Hình Lu, you will be the narrator, okay? Can you turn on your sound? Let me see. Phúc Nguyên already. What about you, Ngọc Khuê? And what about you, Hình Lu? Can you turn on your sound? Hình Lu, con có thể mở tiếng của con lên không? Cô đã mời con mở tiếng rồi đó. Can you turn on your sound, Hình Lu? Okay, so let me invite one more friend. Okay, wait. Khuê đừng có tắt tiếng nữa. Nếu mà con tắt tiếng nữa thì nó sẽ không mở lại được. Let me invite. Okay, Minh Khuê. So you will be the narrator. Okay, Khuê, the narrator. Take a look at these. So the narrator will go first. Okay. So now let's start, everybody. Let's start. Yeah. Minh Khuê, you can start now. Okay. Lucy and Luke are making dinner for their mom. It's a surprise. It's a surprise. Again, it's a surprise. It's a surprise. Good job. There are any tomatoes in the for the pizza? I don't see any tomatoes. No. Khuê, you're only the narrator. Okay, Khuê, Minh Khuê, con chỉ làm người dẫn chuyện nè. Còn bạn Lucy thì sẽ là bạn Ngọc Khuê. Okay, Ngọc Khuê, yes. I don't see any tomato, but here's some cheese. Good job. Now, Minh Khuê. The children need topping for their pizza. Khuê nhớ nhấn mạnh cho cô là số nhiều này. Toppings. Okay. Yeah, okay, look. Are there any onions? Good. Ngọc Khuê, please, Ngọc Khuê. There aren't any onions, but there's one green pepper and some mushrooms. Yeah, you guys remember green pepper, right? Ức chuông màu xanh xanh, nó cái ức chuông á, green pepper. Yeah, good job. Number 3. Minh Khuê, number 3. Lucy and Luke takes some of the pizza toppings. Mushroom. You can start Khuê, Ngọc Khuê first. Okay. Cheese is yummy. Good job.
These mushrooms are delicious too. Good job. Number four. They eat all the peas and the mushrooms. Good job. Oh no, they no what no more cheese. And there are no more mushrooms. What can we make for mom now? Good job. Number five. Lucy and Luke take more food out of the refrigerator. Good job, Claire. Yeah, good job. Look, I found a watermelon. And here's some salsa. And the chips. Good job. There's a surprise for mom in the kitchen. But it's in dinner. Mom, Mom. Hi, Mom. Can we go out to dinner? Mom, please. Yeah, good job. Okay, good job, guys. Well done. So for this one, you should raise your tone a little bit, right? Mom's home. Khi mà mỗi lần mẹ về nhà, Mom's home. Hi, Mom. Can we go out to dinner, Mom, please? Just put more emotions, okay? Good job. Well done. One more group. Hoàng Giang will be the narrator. Okay, Hoàng Giang will be the narrator. Phương Anh will be Lucy. Phương Anh will be Lucy. I got And wait. Hải Đăng will be Luke. Okay, Hải Đăng will be Luke. Okay, now you guys can start. Giang can start now. A surprise for mom. Mom, Lucy and Luke are making dinner for their mother. It's a surprise. Are there any tomatoes for the pizza? I don't see any tomatoes, but here's some cheese. Two, the children need toppings for the pizza. Are there any onions? There aren't any onions. Put there one green pepper and some mushrooms. Three, Lucy and Luke taste some of the pizza toppings. This cheese is yummy. These mushrooms are delicious too. Four, they eat all the cheese and the mushrooms. Oh no, there's no more cheese. And there are no more mushrooms. What can we make for mom now? Five, Lucy and Luke take more food out of the refrigerator. Look, I found a watermelon. And here's some salsa. Do we have any chips? Good. Six. There's a surprise for mom in the kitchen, but it isn't dinner. Moms. Hi, Mom. Can we go out to dinner, Mom, please? Good job. Well done, three of you. Good job for today's. Good job. Well done. I think looks a little bit like Hải Đăng too. He's got big glasses, just like Hải Đăng. Good job, guys. Well done. Good job, everybody. Now, take a look at this one again, okay? So you've got five sentences right here. It's kind of easy. You just need to write true or false for me, okay? For this one, I will invite some of your friends to do this. For the others, you can write your answer in the chat box for me, okay? Now, Bảo Khôi, please, Bảo Khôi. What is number one? Read number one for your friends, okay? You read number one first. New phones. False. Okay, you think it's false, okay? But read number one for me, please. Can you read the sentence, Lucy and Luke? Khôi đọc cho con nghe cái câu đầu tiên này, number one. Lucy and Luke. Lucy and Luke
want to make meal for their mother. Okay, so let's see. Let me see your friend's answer. So number one, you guys choose false, right? Number one, you guys choose false. Now let's see the result. Let's see the result. Is it false? It's true. Okay. So let me explain why. You guys think it's false because you guys see that they don't use the word dinner, right? They don't use the word dinner. But they actually use the word meal. So let me explain to you guys, what is a meal? A meals mean, so you got meals, right? If you guys listen to this one, some people might say like this, you should have three meals a day. Breakfast, lunch, and dinner. So who understand? You guys understand the word meals? Như vậy các bạn đọc cái câu này, các bạn có hiểu được cái chữ meals của cô ở đây không? Meals ở đây nó sẽ có nghĩa là gì? What is meal? Meals mean that. What is it? Who can help me with the word meal? Who can explain meal? What is meal? What is meal? Let me see in the chat. Đúng rồi, Thanh Thư, good job. Yeah, you guys got a correct answer. Đúng rồi, meal có nghĩa là bữa ăn. Như vậy ở đây, dinner thực chất nó cũng là một bữa ăn, nhưng mà cái tên của cái bữa ăn đấy là bữa tối. Mình có nhiều bữa ăn trong ngày, đúng không? Tụi con có thể có bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, có bữa ăn nhẹ. Có người thì kết hợp bữa sáng với bữa trưa lại, thì người ta sẽ có cái từ kết hợp là cái chữ brunch. Nếu mà các bạn để ý, brunch. Brunch is mean breakfast plus lunch, okay? Có nhiều người thì người ta sẽ không ăn sáng mà người ta sẽ ăn cái cữ giữa, có nghĩa là vừa là bữa sáng mà vừa là bữa trưa luôn. Thì cái cữ đấy người ta hay gọi là brunch. Okay. So it's also a meal, okay? Như vậy thì cái này nó thực chất là một cái gì? Một bữa ăn. Như vậy ở đây câu này mình sẽ chọn là true, bởi vì Lucy và Luke muốn làm một cái bữa ăn cho mẹ, thì cái bữa ăn ở đây chính là bữa tối á, making dinner, và bữa ăn ở đây chính là bữa tối. Giống như meal là một cái gì mà nó to hơn, tụi con có một cái tập hợp nó to hơn. Còn ở trong cái meal đấy nó sẽ có nhiều bữa khác nhau, ví dụ bữa xịt, bữa snack nè, bữa ăn nhẹ, bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, ăn tối, ăn chiều chẳng hạn như vậy. Như vậy câu này ở đây vẫn là chính xác nha mọi người, nhớ true, okay, a meal, okay. Chỉ có con số 1 này, thực ra con số 1 này cô sửa lại cho tụi con thấy cái chữ meal này. Cô sửa lại cái câu này cho nó thành chữ meal để mà các bạn biết thêm được cái từ meal này. Okay. Now number 2, I think from number 2 it's easy. Cô nghĩ là từ câu số 2 đến câu số 5 thì nó dễ hơn nè. Let me invite one friend, okay? Okay, Harry, help me with number 2, please. What is the answer for number 2, Harry? What is the answer for number 2? True, okay. Yeah, there aren't any onions, right? Because you can take a look at which picture. Which picture help you know that the answer is true? Bức hình nào giúp cho Harry biết được đáp án của mình là true, Harry? Which picture? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Picture number 2. Good job. Okay, picture number 2, right? Lucy said, there aren't any onions. Good job, Harry. Thank you, Harry, so much. Good job. Number 3, I want to invite Joanne, please. Joanne, help me with number 3, okay? Number 3 is true. Okay, which picture help you know the answer is true? Which picture? Can you help me? What is it? It's a picture 4. Picture 4, right? You can see they eat all the cheese and the mushrooms. Well done. Good job, Yawan. Well done. Now, number 4. Hoon Zhang, please, can you do number 4 for me? Can you do number 4? Jung Hoon Zhang, please. Can you turn on your sound? Can you turn on your sound? Can you see now? Can you see now? Can you see the screen? Thực ra cái phần chat của tụi con là có thể giấu đi mà. Cái phần chat của mình bên mình á, mình có thể giấu phần chat đi á. Cái đấy là tùy mình chỉnh nha, mọi người nhớ nha. Cái đấy tụi con có thể giấu đi á, tụi con nhớ nha. Where's Huy Giang? Let me invite Huy Anh. Okay, Huy Anh, help me with number 4.
Number four is false. False. Okay, it's false. So what are they about to do? At first, Lucy và Luke là đáng lẽ là định làm món gì, Huyền Anh? They say... What do they want to make for their mother? What do they want to make at first? At first, what do they want to make for their mother? They want to make for the pizza. The pizza. They want to make a pizza for their mother. Okay, good job. Yeah, not fruit salad, right? Not fruit salad. Good job. Now the last one. Okay, cake, right? Cake. Can you help me with number five? Yes, yes, I can hear you. Number five, what is the answer? True or false? Number five is true. Okay, true. Is it true? Yes. Okay, good job. So which picture help you know this one is true? Number six. Number six, okay. Number five and number six, okay. So you can see here, an empty refrigerator. It means you got nothing in the refrigerator. Good job, well done. Empty ở đây tôi có hiểu là rỗng á, là không có cái gì hết. Như vậy là cuối cùng thật ra món quà bất ngờ của mẹ không phải là dinner mà thật ra là gì? Một cái empty refrigerator, một cái cửa lạnh mà trống không, không còn cái gì hết, và một cái messy kitchen. Very messy. The things are everywhere, right? Good job. Well done. Well done, everyone. Okay, now we move to this one so that we can do the quiz. I have to talk to you guys about this one first. So today we're going to learn about the difference of any and some. Any and some. Cả hai đều có nghĩa là... Nó sẽ đại khái, tụi con sẽ hiểu là nó sẽ có nghĩa là một vài. Một vài. Ví dụ mình có chữ này. Hai cái. Both can be used with countable and uncountable nouns. Countable, it means you can count, right? 1, 2, 3, 4, 5. Uncountable, you cannot count. For example, water. You cannot count water. 1 water, 2 water, right? You never say a water. And you never put the letter S for the plural, right? We don't use like this. Water is an uncountable noun. Ví dụ, tụi con có cái chữ water hay chữ milk nè. Những cái chữ này thì nó đều là danh từ không đếm được. Tea nè. Không bao giờ mình nói là a tea hết. Mình chỉ nói là gì? A cup of tea thì có này, một tách trà thì tụi con đếm được từng tách này. Nhưng mà cái chữ tea không bao giờ tụi con dùng là a tea, hay là nhiều trà tụi con dùng là teas. Những cái này nó đều là danh từ không đếm được, cho nên là các bạn sẽ giữ nguyên, không thêm an mà cũng không dùng s, không thêm số nhiều cho cô luôn, bởi vì nó là uncountable nouns. So any and some you can use with countable and uncountable nouns. Cả chữ any và some này đều được dùng cho cả hai, cả đếm được và không đếm được luôn. Nhưng mà sẽ có cái sự khác biệt khi nào mình dùng any, khi nào mình dùng some nè. Any is used for questions and negatives. Negatives thì ngược lại, some sẽ là for positive. Thì bây giờ cô sẽ cho tụi con cái ví dụ nè. Ví dụ khi mà tụi con muốn hỏi là có còn pizza không? Còn pizza ở nhà không? Ví dụ hôm nay mẹ mua pizza cho cả nhà, nhưng mà hôm nay mình đi học thêm, mình về trễ đi, thì mình mới hỏi mẹ là is there any pizza? Is there any pizza? We don't say is there some pizza? We use is there any. So any is used for the question. So you can see here, any is used for questions. Những cái câu hỏi thì thông thường người ta sẽ dùng cái chữ any khi mà tụi con muốn hỏi là còn cái gì đó không? Còn pizza không? Còn vài lát pizza không? Thì mình sẽ dùng cho cô là any, nó thể hiện là trong câu hỏi nè. Hoặc là mình sẽ thấy khi mà con trả lời yes, vẫn còn, đây là tích cực nè. Khi mà mình về mà mình thấy là nghe tin là vẫn còn pizza để ăn, là đây là một cái điều tích cực, đúng không? Positive. Thì ở đây tụi con thấy là câu khẳng định, câu positive á. Thì mình sẽ có là gì? There is some pizza. Vẫn còn một vài pizza. Ở đây vẫn còn pizza nha. Some ở đây giống như là vẫn còn một vài lát á. Vẫn còn một vài lát pizza đó. There's some pizza. There's some pizza. Hoặc là mình có thể nói là gì? Nếu mà không còn đi, thực sự là không còn pizza nữa, hết luôn rồi, không còn một lát nào, không còn một miếng nào luôn. Thì tụi con sẽ dùng là, có nghĩa là nó là về câu negative, có nghĩa là câu
phủ định nè, câu phủ định thì các bạn sẽ dùng cho cô là gì? Mình không dùng chữ some, mình sẽ không nói là no, there isn't some pizza. Mình sẽ không dùng chữ some cho câu phủ định. Mà đối với câu phủ định thì các bạn sẽ dùng cho cô là any. Thì ở đây lúc này nó sẽ mang nghĩa là gì? Không còn một cái miếng pizza nào hết á, không còn một cái gì hết á. There isn't any pizza. Any ở đây dùng cho câu phủ định thì các bạn thấy là nó mang nghĩa giống như là không còn cái gì hết luôn, không còn lại một xíu xiu nào luôn. There isn't any pizza. À, như vậy thì chủ yếu là các bạn để cho cô nè. Any is used for questions and negatives. À, câu phủ định. And some used for positive. Okay, good job. And you guys can use for uncountable and countable. Okay, tụi con có thể dùng cho cả không đếm được nè. Danh từ không đếm được nè. Ở đây pizza cũng vậy, mình sẽ ít khi mà dùng số nhiều lắm. Khi mà tụi con muốn nói là vài lát thì tụi con phải thêm một số cái, ví dụ như là slices, là three slices of pizza, ba lát pizza đi, mình sẽ không nói là three pizza đâu mà mình nói là three slices of pizza, ví dụ như vậy. Thì nó dùng được cho danh từ đếm được số ít, danh từ không đếm được, cũng như là danh từ số nhiều đếm được đều được hết. Are there any onions? À, còn hành không? Yes, there are some onions. Vẫn còn một vài củ hành đây, vẫn còn một vài củ hành ở đây đây. Không, không còn một cái củ hành nào hết. There aren't any onions. There aren't any onions. Đó. Thì bây giờ các bạn sẽ làm cái quiz cho cô nha. You guys gonna do the quiz on the booklet, okay? Remember this one. Just need to remember this box, okay? Any and some. Any for questions, negatives, some for positive, okay? I give you 5 seconds. Take a look at this box again. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, now let's moving on to the quiz. Your favorite of the day, okay? Đây, tiết mục yêu thích của mọi người. I will send you guys the link, okay? Wait me a little bit. Okay, let me host this. Which one is funny? Take a look at this one first, because this one is about the food, okay? There are two quizzes, but we're gonna do this one first. This one is about the food, I think. And you can này là về thức ăn này. Ah, okay, yeah, you got the picture. You got a picture here. Okay, let me host. Wait me a little bit, guys. Remember, only 60 players can play Phuket, okay? Take a look at this one. Let's choose which one. Cái đó là mình sẽ không bao giờ mình chơi cái tower này. Cái này nó hơi khó để các bạn trong lớp mình cùng chơi. Last time we played cafe, right? Let me take a look. What about this one? What is it? Như cái này có chỉ assign homework. Let's take a look at fishing. Okay, let's take a look at fishing, okay? So I will let you guys play this one. There are not a lot of questions, okay? Not a lot of questions. So only for 5 minutes or maybe 4 minutes, okay? Because there are not a lot of questions in here. Cái bài này của mình thì nó chỉ có tầm 20 câu hoặc là mười mấy câu thôi, cho nên là mình sẽ chơi trong khoảng 4 phút. Okay, 4 minutes only. Now let me send you guys the link. Take a look, guys. Get ready. Only 60 players, okay? The link is in the chat box. Hurry, okay? It's in the chat box, everybody. The link is in the chat box now. Wow, moves very fast here. Maxon and Strawberry, you guys are always very fast when playing Phuket, right? Seven slots, six slots. We have six slots left. We
have six pasta. Are these the same food? Is it the same? 56 already. 56 already. I will wait for four more friends, okay? I will wait for four more friends. Okay, 60, 60, right? I will start the game, guys. I'll start the game now. Các bạn nhớ là mình sẽ click vào để mình bắt được cá. Answer the question. Bắt được cá là tụi con phải trả lời câu hỏi. Có thể là ngoài bắt cá, mình phải bắt được một số cái khác nữa. Okay. Most total fish weight will win after 4 minutes. Good luck, everybody! Let's see who can catch a lot of fish today. Why is nothing happening in the stream? Candy is in the first place right now. Candy. Second place, Hoàng Giang. First place now is Minh Hà. Minh Hà. The last 15 seconds, everybody, the last 15 seconds. Time's up, time's up. Let's see who's the winner today. Good
Congratulations, our top three very familiar faces, right? Hoàng Giang, top one, Đăng, top two, and Ngọc Khuê, top three. Good job, everybody. Good job. Take a look at the other friends, okay? Let's take a look. Oh, you guys have a lot of incorrect answers, huh? Hoàng Giang, well done. You have like 94%. So this means that you only have one incorrect answer, right? Hải Đăng, good job. Khuê, well done. Good job. Oh, you have a lot of incorrect one, but I think you're pretty lucky, right? You got like the 1, 2, 3, 4, 5. Giang, well done. Good job, everybody. Good job for today. Good job. I will let you guys play one more quiz if we have time, but I don't think we have time. Take a look at the questions again with me. Bây giờ các bạn đi lại với cái cô mấy cái câu hỏi này. Take a look at the questions again. Here, here. Take a look at this one, everybody. Take a look at this one. Write your answer in the chat box, okay? Yeah, I think, but this one showed the answer already. So take a look at this one. I will explain why we use any here. Why do we use any? First one, we don't say, are there any flowers? Because flower is uncountable now. Đầu tiên tụi con có flower. What is flower, everybody? What is flower? Flower là gì mọi người? Flower là gì? Tụi con biết flower không? Bột, đúng rồi, bột. Đúng rồi, chính xác đó là bột. Nói chung thì nó là một loại bột. À, đúng rồi, bột. Bột thì ở đây, bột là danh từ uncountable noun. Bởi vì đó là danh từ không đếm được. Cho nên là các bạn sẽ không thể nào dùng hai cái cấu trúc số nhiều này được, là thứ nhất nè. Tụi con không dùng được hai cấu trúc số nhiều nè. Thứ hai, ở đây mình cần phải dùng is there. Bởi vì đây là không đếm được, nên là mình phải nói là is there any flower. Và chắc chắn flower này, bởi vì nó là danh từ không đếm được, nên tụi con không thêm s được. Thành ra cái này loại, cái này loại, cái này thì cũng không đúng. Bởi vì are there chỉ còn có cái này thôi. Is there any flower? Và bởi vì đây là câu hỏi nè, cho nên là các bạn phải dùng cho cô là any, đúng không? Nhưng mà ở đây thì nó không có cho mình chọn giữa some với any, mà tất cả đều là any rồi. À, còn cái này thì sao? Salt cũng vậy. Salt cũng là một loại danh từ không đếm được. Mọi người nhớ nha. What is salt, guys? Salt. Is there any salt in the fridge? Fridge means the refrigerator. Okay? Fridge. Salt cũng là danh từ không đếm được. Muối, đúng rồi. Salt. À, nó cũng là một loại danh từ không đếm được. Con nhớ nha, danh từ không đếm được thì mình sẽ dùng cấu trúc là is there, okay? Mình sẽ không dùng are there được, cho nên là tất cả những cái này nó đều sai nè. What about this one? À, cái này thì sao? Mọi người phải chọn cho cô là carrots. Carrots là mình đếm được từng củ, từng củ, từng củ nè. À, thì ở đây carrot là một danh từ đếm được, cho nên là tụi con sẽ dùng cấu trúc số nhiều ở đây. Ở đây là cấu trúc số ít. Có thể dùng cấu trúc số ít, nhưng mà tụi con hãy ý nè. Is there any carrots? Đã là số ít thì mình dùng is, nhưng mà chữ carrot của mình lại có s thì nó sẽ không đúng. Về mặt ngữ pháp thì không đúng nè. Còn ở đây thì thiếu any nè. À, ở đây thì lại thiếu s, thì chỉ có câu này là chính xác nhất về cấu trúc và ngữ pháp. Are there any carrots in the fridge? Okay. Is there any chicken in the fridge? À, có con gà nào? Có con gà nào ở trong cái tủ lạnh không? Có một con gà nào ở trong cái tủ lạnh không? Is there any chicken? Thì ở đây nó vẫn có thể dùng là danh từ đếm được hoặc không đếm được. À, danh từ số ít hoặc số nhiều thì con có thể dùng ở dạng số ít. Thì mình sẽ dùng cho cô là is there any chicken? Thì ở đây sẽ không có s. Còn nếu mà tụi con muốn dùng số nhiều thì ở đây tụi con phải có thêm cái gì vào? Are there any chickens with s? Okay. With S here. Potatoes. Potatoes là củ khoai. Mọi người nhớ cho cô cái chữ potatoes là củ khoai này. Củ khoai thì mình có thể đếm được. Đây là danh từ đếm được. Thì đây là dạng số nhiều của nó. Các bạn sẽ dùng cho cô là are there any potatoes? Okay. Is there any fish? Is there any fish? Okay. Is there any fish in the fridge? Are there any slices? Slices, ở đây cái từ slices, cô sẽ dạy các bạn. Slices, slices là lát. Lát thì mình có rất là nhiều loại cái, mình tụi con hay dùng chữ lát, lát pizza này, lát phô mai này, những cái nào mà cắt lát được á. Thì cái slice đấy mình sẽ gọi là cái miếng, một cái miếng gì đấy, miếng phô mai. Hay là slices of watermelon cũng được luôn. Cái miếng cắt của cái quả dưa hấu này, tụi con cũng có từng slice á. Thì cái đấy mình gọi là slices. À,
có những cái miếng phô mai ở trong tủ lạnh không? Are there any slices in the of cheese in the fridge? Okay. Next one. Như vậy cái quiz kia thì hôm sau, tuần sau, next week, I will let you play that quiz. Quiz lần sau thì lâu giờ thì mình sẽ chơi cái quiz còn lại để ôn về xong với Annie. Các bạn nhớ là mình phải vào đúng giờ nha. Nếu mà mọi người muốn chơi là mọi người phải vào đúng giờ thì tuần sau mình mới chơi được. Okay. Mà có thể là tuần sau cô sẽ chuyển ha nha, tụi con chơi ở dạng quizzes để các bạn đều được chơi hết. Are there any eggs? Đó, các bạn thấy không? Cái câu hỏi của nó chủ yếu là nó phân biệt cho cô giữa số ít và số nhiều nè. Mọi người phân biệt giữa số ít và số nhiều, chỉ cần tụi con phải dùng đúng cấu trúc nè. Any đi với x số nhiều, are there này thì phải là số nhiều nè. Đó, chủ yếu ở đây thì chỉ toàn là câu hỏi thôi. Is there any honey? Honey là mật ong, cũng là danh từ không đếm được, thì mọi người phải bắt buộc dùng cho cô là is there. Next time we're gonna play quizzes, okay? On Monday. Sausages. Sausages is a countable noun, okay? Sausages. Và số nhiều ở đây các bạn đọc cho cô này. Sausages, sausages, số nhiều mình sẽ đọc ba âm sausages, okay? Are there any sausages? Are there any meatballs? Thịt viên, đây cũng là một cái loại tụi con hay có thấy cái spaghetti á. Spaghetti là cái mình sẽ có cái sốt thịt đúng không? Hoặc là có nhiều người sẽ ăn mì Ý ở dạng thịt viên nữa. Cái sốt đấy nó sẽ làm thường, nó sẽ có thịt viên ở trong đó nữa. Meatballs, meatballs. Are there any meatballs in the fridge? Strawberries cũng là danh từ đếm được, con có thể dùng ở dạng số nhiều nè. Are there any strawberries? Soup thì là danh từ không đếm được. Is there nè. Is there any soup nè. Are there any pineapples? Quả dứa thì đếm được nè. Butter không đếm được nè. Is there any butter? Những cái danh từ này đều là những cái từ rất là cơ bản nè. Mọi người nhớ cho cô, chỉ cần nhớ cho cô đấy là danh từ đếm được hay là không đếm được thì cái bài này nó rất là dễ. Và cuối cùng thì mình sẽ có lemons. Lemons là quả chanh và màu vàng, mọi người nhớ nha. Còn chanh màu xanh lá cây tụi con phải gọi là lime. Limes, okay? Are there any lemons in the fridge? Đó, thì chủ yếu bài này nó đều dùng chung một cấu trúc duy nhất thôi. Một cấu trúc duy nhất thôi là về cái any, về cái chữ any thôi. Any thôi, okay? We only use any. Any in this one, okay? Any, và ở đây là các bạn để cho cô. Thứ nhất là chữ are there hay là is there. Are there thì nó phải là số nhiều, thì tụi con phải làm sao để cái danh từ của mình phải là ở dạng số nhiều nè. Cũng như là từ đấy mình phải xem thử coi nó là danh từ đếm được hay không đếm được thì mình mới có thể chọn được. Tụi con nhớ nha. Okay. So for the other one, we're gonna play the next time, next week on Monday. So on Monday, we're gonna play quizzes, not book it. Book it we're gonna play on Wednesday, okay? Như cô đã nói thì các bạn thích chơi quizzes, các bạn thích chơi Phuket, cho nên là mình sẽ chơi luôn phiên nhau. Thì có ngày mình chơi Phuket, có ngày mình chơi quizzes, mình phải thay đổi. Okay, remember that guys. Some of you think Phuket is the best, but some of the other friends think quizzes are the best. Mm-hmm. Okay, good job everybody for today's class. Remember to review the lesson at home, okay? Các bạn nhớ về xem lại cho cô, mình xem lại cho cô cái sum với Annie để thứ hai mình chơi. Mm-hmm. Thứ hai mình sẽ chơi. Okay, maybe I will let you guys play both Phuket and quizzes. Okay? Goodbye, everybody. Okay, I will see you guys on Monday. Okay, I will see you guys on Monday. Now, turn on your sound and then say goodbye to your friends. Goodbye, teacher. Bye, teacher. See you back on Monday. Bye, teacher. Bye-bye, everyone. See you guys on Monday. See you guys on Monday, okay? Bye-bye.